thưa quý vị thời gian qua phong trào thể dục thể thao của tỉnh Long An phát triển mạnh mẽ cả về chất lượng và số lượng gắn với cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại ngày càng phát huy hiệu quả trong năm nay Long An đã tham gia nhiều giải thể thao quan trọng và đạt các thành tích cao như đạt hai huy chương vàng ba huy chương bạc và một huy chương đồng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á tham gia các giải thể thao vô địch quốc gia vô địch trẻ quốc gia đạt 51 huy chương vàng 55 huy chương bạc 46 huy chương đồng đặc biệt đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An đặt hạng 3, đội bóng chuyền nam La Vi Long An trụ hạng thành công tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, ngành thể thao tỉnh Long An sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao, tập trung đầu tư một số môn thể thao thế mạnh của tỉnh, đồng thời phấn đấu nâng tỷ lệ số hộ gia đình thể thao đạt trên 26%, số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trên 34% để đạt được mục tiêu này tỉnh sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng nhất là ở các vùng nông thôn tại các huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh đồng thời tập trung đầu tư có trọng tâm trọng điểm phong trào thể thao học đường để tạo nguồn bồi dưỡng cho các vận động viên năng khiếu phục vụ cho thể thao thành tích cao trong những năm tiếp theo